buổi họp báo trước trận đấu gặp West Ham, Ole Gunnar Solskjaer đã được hỏi về việc ông có tin dùng David De Gea sau sai lầm thất bại 1-3 của Man United trước Chelsea tại bán kết FA Cup hay không. Tôi không muốn nói về điều này, chúng tôi vẫn là một đội bóng. De Gea đã chứng minh cậu ấy hoàn toàn mạnh mẽ về mặt tinh thần. Bạn phải thực hiện những sự thay đổi lớn. Vậy nên, bạn phải làm những điều phù hợp để phát triển đội bóng. Chúng tôi sẽ làm điều đó vào hai trận còn lại của mùa giải và đưa nhiều quyết định hơn khi mùa giải này kết thúc. Dù chiến lược gia người Na Uy không có câu trả lời rõ ràng, tuy nhiên rất có thể ông sẽ để David De Gea lên ghế dự bị. Trước đó, Daily Mail cho biết Manchester United quyết định thảo luận về trường hợp của Dean Henderson sau khi De Gea liên tục mắc sai lầm ở những trận cầu gần đây. Trong phát biểu mới nhất, đích thân Kylian Mbappe đã lên tiếng dập tắt mọi lời đồn đoán về việc chuyển đến Real Madrid. Trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu với Celtic, chân sút 21 tuổi cho biết anh chưa hề có ý định rời PSG ở thời điểm này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Mbappe sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân công viên các hoàng tử ít nhất là đến hết mùa giải năm sau. Tôi vẫn đang là người của PSG theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Năm sinh nhật lần thứ 50 là một cột mốc vô cùng quan trọng với đội bóng cũng như các cổ động viên. Vậy nên tôi sẽ tiếp tục ở lại PSG dù cho bất kỳ vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để đem về các danh hiệu cho đội bóng. Mbappe chia sẻ trên VN Sport, hợp đồng hiện tại giữa Kylian Mbappe và PSG còn thời hạn đến hè 2022. Trong màu áo nhà đương kim vô địch Lyon, anh đã có tổng cộng 120 lần ra sân với 90 bàn thắng và 49 kiến tạo. Theo Goal, đội bóng đang chơi tại giải Lyon, Montpellier muốn chiêu mộ Loris Karius, thủ thành đang thuộc biên chế của Liverpool. Hiện tại, thủ môn người Đức không còn nằm trong kế hoạch của Jurgen Klopp. Tuy nhiên, Liverpool và môn đối tác chỉ đến 6 triệu bảng. Bởi con số mà đội chủ sân Anfieldura gây bất ngờ bởi giá trị của Karius đã bị tụt giảm nghiêm trọng. Theo Transfer Market, giá trị hiện tại của Karius là chỉ khoảng 3 triệu bảng, bằng một nửa so với mức giá mà Liverpool đòi hỏi. Trong giai đoạn 2018-2020, Karius được cho Besiktas mượn. Anh ra sân 67 trận và có phần lớn thời gian bắt khá ổn định. Tuy nhiên, sau những lùm xùm về việc nợ lương, thiếu sự tôn trọng với bản thân, Karius đã đơn phương chấm dứt hợp đồng cho mượn với Besiktas để trở về với Anfield. Danilo Pereira là một trong những mục tiêu tin đồn của Arsenal trong thời gian gần đây. Tiền vệ phòng ngự 28 tuổi người Bồ Đào Nha có phong cách thi đấu mạnh mẽ và được một số người so sánh với huyền thoại Patrick Vieira. Chia sẻ trên Star Performance News, Danilo Pereira không ngần ngại bày tỏ tình cảm với Arsenal. Tiền vệ từng trưởng thành ở lò đào tạo trẻ của Benfica tin rằng anh rất phù hợp với lối chơi mà Mikel Arteta đang xây dựng, đồng thời bộc lộ ước mơ được chơi bóng ở Premier League. Với lời tỏ tình của Danilo, Arsenal có thể dễ dàng sở hữu tiền vệ này nếu họ muốn có. Điều khoản giải phóng hợp đồng giữa Danilo và Porto trị giá 60 triệu euro, nhưng tiền vệ này có thể ra đi với mức giá rẻ hơn nhiều, bởi lẽ hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn 2 năm. Sau khi hụt hơi trước Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ tham vọng lên ngôi ở mùa giải này khi chiêu mộ những tân binh chất lượng. Theo xác nhận của lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất, hai tân binh mới nhất của câu lạc bộ đều phục vụ cho hàng công, đó là cặp tiền đạo của tuyển Costa Rica, Aaron Francisco Rodriguez và Jose Guillermo Ortiz. Hiện tại, Aaron Francisco Rodriguez và Jose Guillermo Ortiz đã đáp chuyến bay xuống Thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị ra mắt câu lạc bộ. Để có được sự phục vụ của hai chân sút đến từ Costa Rica, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chi khoảng 1 triệu đô, tương đương với số tiền mà họ đã mua hộp Lý Nguyễn hồi đầu mùa. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố thời điểm ra mắt cặp tiền đạo người Costa Rica vì họ phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trước khi nhận lời đến Thành phố Hồ Chí Minh, Aaron Rodriguez từng có 4 mùa giải chơi bóng ở Thái Lan trong màu áo của Bathroom United và PTT Rayong. Còn Guillermo Ortiz từng chơi bóng tại giải nhà nghề Mỹ cho câu lạc bộ DC United, câu lạc bộ cũ của Wayne Rooney.